Hiện nay, thị trường bất động sản tại các đô thị lớn, đặc biệt là ở Hà Nội, đang tồn tại một số vấn đề. Đó là nguồn cung nhà ở giá rẻ, nhà ở bình dân thấp hơn nhu cầu thực tế. Tình trạng đầu cơ bất động sản dẫn tới lượng lớn người lao động khó tiếp cận được với nhà ở. Giá trị nhà ở ngày càng tăng cao so với thu nhập của người dân. Để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong giai đoạn vừa qua, Quy hoạch Thủ đô đã nghiên cứu đưa ra các định hướng, giải pháp phát triển lĩnh vực nhà ở, bất động sản với nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh phát triển đô thị mới phải gắn với các khu vực có nhu cầu sử dụng lao động như khu công nghiệp, các trung tâm dịch vụ, trường đại học để cung cấp chỗ ở tại chỗ cho các đối tượng lao động và hạn chế việc phải di chuyển thường xuyên cắt ngang thành phố, gây quá tải hệ thống hạ tầng giao thông. Phát triển các khu đô thị mới phải tiến tới hình thành các cộng đồng dân cư bền vững, an toàn, thân thiện và đảm bảo các chỉ tiêu tiện nghi. Đoán quy chung đô thị hiện nay cũng đang được triển khai. Thì những cái giải pháp đấy đều sẽ phải được lồng ghép vào tất cả công tác quy hoạch. Còn việc cụ thể hóa nó thế nào thì nó đòi hỏi những cái bài toán của chính quyền đô thị. Ở thành phố Hà Nội sẽ phải có những cái bài toán cho từng cái chuyên ngành riêng biệt. Các sở ngành sẽ phải hỗ trợ cho chính quyền đô thị để mà xây dựng ra cái quy hoạch và khắc phục cho từng cái vấn đề mà đô thị vướng phải. Đặc biệt, thành phố sẽ tập trung đa dạng các loại hình nhà ở, chú trọng nhà ở xã hội, nhà chung cư, nhà cho thuê, nhà ở cho công nhân các khu công nghiệp nhằm giải quyết nhu cầu chỗ ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập khác nhau.